memo of super county from Nagua, the Silica, and Riva. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Vì thờ ngầu giới thay nằm giới ngàn đá vì bác quan trai và tiếp con đem hết lòng thành kính làm lại được ba cái ba đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chân biến tri do ngài tự ngộ, không thầy dạy dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lại được ba cái ba đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chân biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lại đức quả cao qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chân biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức quả cao qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chân biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chân biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật giáo qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chân biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng
Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự trọn pháp. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự trọn pháp. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều hợp quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự dễ dưỡng đủ và các chất sai. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Chư thiền tinh nên thọ trì ngụ giới này chỉ được trong sạch và đang vâng giữ hành theo cho đến trọn đời không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự mua hát thổi kèn đàn xem hát nghe đàn kèn trang điểm qua bậc tôn rồi phấn và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa sự mua hát thổi kèn đàn xem mua hát nghe đàn con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi va cao và sinh đệ. Con xin vâng giữ điều hợp là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi va cao và sinh đệ. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tam điều của đức Phật đã giao truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ như bàn trong ngày vĩ lai. Thiền tinh nên thở trì bát quan trai giới chỉ được trong sạch rõ ngày nay và đêm nay, không nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về khỏi trời cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư giới. Bởi các cây nên chưa tiện tin và đáng thở trì giới luật chỉ được trong sạch không nên đã lâm nhờ. Sa tu lặng thay phạm thiên vẫn nhẫn mà ngồi cổng khoáng vào tên nhẫn mà lời chẳng nghĩ ơi quyết ra lòng mở đạo giá đi đời nhắm mà vượng lòng giá ngày dời chân sang nhiều hoa đổ cá bà có năm mà thầy kính giữ pháp và từ đó là nhóm điều trần như được nên cương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi năm mà giáo lên Mô
tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya thamma lo thamma paripatiya buddham bojami. Imaya thamma lo thamma paripatiya dhammam bojami. Imaya thamma lo thamma paripatiya sangham bojami. Con đã mất lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài chân biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tăng đạo có trì quý vị như nam tín nữ, chư đại đức tăng được năm đều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí tuệ sáng suốt để thấy rõ niết bàn trong ngày trong kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu làm thanh. Ngày giao ly hôm nay xin nhắc lại một phần trên con đường đi Niết Bàn. Có 37 phẩm, các phẩm trợ đạo. Trợ 37 chi này, phẩm này trợ cho một người tu và được thành công. Khi nói là đi tới mục đích mình dạ khuyên nguyện, vì con đường này là con đường bậc thánh nhân, con đường trung đạo, con đường giữa. Khi chúng ta nguyện muốn đi thì chắc chắn sẽ tới, đó là ý nguyện của chúng ta của mỗi mình dạ. Sau khi nguyện hướng tâm đi trên con đường của một vị giác ngộ, chúng ta đã bắt đầu và đang tiến hành trên con đường đi. Như vậy, hãy chúng ta có đi thật và đang đi, đang bước đi ít hoặc nhiều và tiếp tục đi. Con đường bậc đạo chúng ta rõ, như thế bác chánh đạo có 8 chi đã giải thích rồi. Rồi trong chi 8 chi của bác chánh đạo, lấy một cái chi trong chúng ta đang thực tập. Thực tập chi, thực tập bây giờ ra. Nhưng mà trước khi chúng ta thực tập, bác chánh đạo luôn có trong chúng ta. Khi chúng ta đã nguyện và thọ trì nguyện mỗi ngày, cũng như hồi nãy quý vị nguyện, tuy rằng quý vị giới đức trong sạch, vẫn nguyện, vẫn đọc cho bác chánh đạo nó sống động, cho hiện, cho sinh lên ngay trong lúc bây giờ, trong đời sống của chúng ta. Cho rằng đó là con đường mà chúng ta đang đi. Về tứ niệm xứ, 37 phần đạo, nào là tứ niệm xứ, rồi tứ chân cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thác giác chê, như vậy chân đạo đó là con đường tứ như thế mà con dân chúng ta đang đi về. Rồi nói tới con đường chúng ta đã bắt đầu chỉ một con đường đó. Vì nó con đường của tâm linh, vừa của tâm linh và tâm linh không phải đi một mình, nó đi luôn cả thân luôn.
Khi mà tâm không đi, thì thân bắt đầu nó đi như vậy. Vậy chúng ta không quên, đó là pháp hết, hướng về một vị giác ngộ. Và bắt đầu hướng về lời dạy của Ngài Pháp Bảo. Và chúng ta nguyện chúng ta sẽ thành là một người đệ tử của Ngài trong đại chúng mới quy y vừa nãy. Và nguyện những điều kiện mà chúng ta đang tu bổ tu sửa từ giới nguyên rồi trên xa đều ác của thân của lời nói rồi tự động trong sạch ngũ giới nguyện trọn đời ba quan trần giới ngày nay và đêm nay. Nhớ là giới định với chi của định, lại chi đó có ba chi: chánh tình tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tình tấn hôm nay xin giải thích thêm như thế nào gọi là chánh tinh tấn. Cho nên là tứ niệm xứ tên là tứ chánh cần, mà tứ chánh cần này chính là chánh tinh tấn. Ở trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh tinh tấn, ở trong 37 phẩm đạo lại đổi tên một chút gọi là tứ chánh cần. Như vậy tứ chánh cần cái mấy, tứ là bố, chánh cần tiên pa li có sang varapathana, rồi pahanapathana, bhavanapathana, anurakanapathana, có vị dịch ngắn gọi là thân cần, trừ cần, tu cần và bảo cần, có vị dịch là thu thuốc lục căn. Như thế nào gọi là thu thuốc lục căn, như thế nào gọi là thân căn? Trở lại chánh tinh tấn hướng tâm bắt đầu, chánh hướng tâm hướng tâm trở về vị hiện tại. Như vậy trở về một về mặt tinh thần, chánh hướng tâm, tâm còn biết ở đâu. Nói về tâm, nói khi bắt đầu đi, bắt đầu mục đích chúng ta đi từ chỗ này và đi tới, từ bây giờ đi tới. Rồi bây giờ con xin quy Phật rồi, con xin quy Phật Bát Chánh Đạo. Qua Bát Chánh Đạo, chia có Bát Chánh Đạo rồi, bây giờ tới phần của tứ chánh cần, sự cố gắng. Sự cố gắng thứ nhất, tinh tấn thứ nhất là Sangharapathana, thần cần. Khi nó là cố gắng như là cố gắng tô bộ, cố gắng loại trừ, ngăn ngừa bất thường pháp mà chưa sanh. Chưa sanh đi nói là nó chưa sanh. Bây giờ, như vậy nên nó sẽ sanh, ngăn ngừa trước không cho sanh lên, ngăn ngừa không cho sanh lên. Nhưng làm sao ngăn được? Ý nói là cứ cố gắng ở trong hiện tại, hay ở trong thời hiện tại, như vậy mà là ngăn ngừa về phần mặt tinh thần tâm linh không cho sanh. Như vậy không cho vọng tưởng, không theo vọng tưởng. Hồi nào thấy tưởng, thế giới là cái tưởng, một thế giới tưởng, tưởng để nhớ, là tưởng vững, để nhớ cái đó là cái gì trong thân của chúng ta. Nếu mà chúng ta hồi sáng vô tự, như vậy nếu mà con muốn tu, con niệm 32 thể trước được, đây, hay chỗ này chúng ta mới niệm, niệm Phật rồi, quy Phật rồi, và bắt đầu niệm pháp là niệm tâm từ tội nghiệp thân này tâm này hồi nào tới giờ không biết, giờ biết rồi, biết bao nhiêu kiếp luân hồi đau khổ, gặp một vị giác ngộ
rồi tinh tấn nguyện theo Ngài. Thì nguyện theo Ngài rồi Ngài mới cho dạy thêm quy pháp, rồi quy tăng, đã thành tam quy. Như vậy chúng ta luôn luôn có tam quy. Và nếu tam quy này không có đức, không có mất, đó người đó gọi là đệ tử của Đức Phật. Có tam quy, mà có tam quy rồi, nó ngụ giới ở trong đó, quy ngụ giới ở trong pháp bảo, trong pháp. Nói vậy tinh thần chúng ta mới ngừa bằng cách nào, thu thúc bằng cách nào? Đôi khi chúng ta thu thúc thân, thu thúc mắt, thu thúc thu thúc tai, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi, thu thúc thân, thu thúc lời nói, thu thúc tâm, cũng nghĩa là chánh tinh tấn ngừa. Ngừa không cho tâm có cái sự vọng tưởng trong lúc bây giờ không tưởng tượng. Đây đã giải thích phương pháp gọi là thoát ly. Thoát ly đau khổ, xả ly những sự đau khổ, những cái gì xấu ở trong tâm, hại tâm, những cái ngủ ngầm ở trong tâm mà không cho có cơ hội. Không cho cơ hội như thế nào? Không cho nó sống. Dẫn dự đó, vậy là Đức Phật dạy chúng ta không được giết. Không được giết. Nếu mà chúng ta giết nó, là chúng ta giết một chúng sanh có thức tánh ở trong mọi giới, chúng ta phạm giới. Phạm giới chúng ta không dạy và không thu được. Mà trở lại chỗ này gọi là, ý nói là ngăn ngừa bất thiện pháp chưa sanh lên, loại trừ bất thiện pháp đã sanh lên. Nếu vậy loại trừ bằng cách nào, giết nó bằng cách nào? Xả ly, phát ly khỏi nó. Làm sao nó là nó tâm chúng ta, không cho nó cơ hội, nó hoạt động. Những phần tự tâm xấu nó ở đó thôi, chạy tất rời ra. Con người cách ly xa, xa người bệnh như thế nào, thì tâm chúng ta cũng bắt đầu tìm cách để xa. Xa cái gì? Xa không có thật. Cái tương lai không có thật, chưa tới. Hồi nãy chúng ta cứ nghĩ tới tương lai, như vậy là cái không có mà chúng ta nghĩ tới, chúng ta suy nghĩ tới, tin tới, không có được cái gì. Vì vậy thu thúc như vậy gọi là thân cần. Cố gắng loại trừ, cố gắng ngăn ngừa những bất thiện pháp sẽ sanh, không cho sanh, mà không cho sanh ngay trong lúc này, không cho sanh ngay trong lúc này. Như vậy là tương lai không có vọng tưởng. Rồi bất thiện pháp nào đã có trong đời sống chúng ta trong quá khứ biết bao nhiêu, như vậy đã có thì chúng ta diệt trừ nó, mà cái kia ngăn ngừa, cái này loại trừ nó, chúng ta xả ly, hay là chúng ta thoát ly nó khỏi gì, chế khỏi quá khứ rồi. Quá khứ đã qua rồi, nó chết rồi. Và nếu chúng ta trở về quá khứ, chẳng khác vì chúng ta chui ở trong cái chết, đi ngược lại cái chết, tìm cái chết trở lại, được cái gì? Đã chết rồi. Giờ chúng ta trở lại cái chết là không có, mà kiếm cái không có, đã tìm cái không có, được cái gì? Vì vậy, cái mà đã qua rồi, bỏ, hoặc đi nó, xả đi nó, diệt trừ nó. Như vậy về cái phần tâm linh chưa đủ chi, nếu mà giết tâm ma thì nó mới là phạm tội. Đức Phật nói về tâm thức. Còn cái này những phần xấu của tâm sở, nó có tới 52 tâm sở, và trong hành quẩn có 50. Mà Đức Phật Ngài tìm thấy cái xấu bất thiện đó, phần tử xấu đó gọi là độc đa akusalamola, cái nhân của bất thiện có 14. Rồi thiện tới
tới 50, tới 25. Như vậy làm sao chúng ta phát triển thì tốt, trong tâm chúng ta còn hay không tốt thì tự động nó mất thôi, chứ tốt cái tốt tốt nó lớn. Không có giải thích về đại chứng đề tâm linh sáng và tối. Đây ánh sáng nó trừ cái tối, và nếu không có ánh sáng tự động tối, tự động tối hồi nào tới giờ. Nhưng cái này thuộc về sáng của tâm linh, và sáng tâm linh thì Đức Phật dạy chúng ta sao chúng ta phát triển về cái sự tình giác tình thức cho biết. Vì không biết đó thôi, cái chữ không biết đó mà chúng ta luân hồi cho đến ngày hôm nay không biết. Không biết cái gì này, không biết cái gì, không biết bây giờ. Nếu chúng ta sống trong quá khứ, sống trong tưởng, tưởng quá khứ tương lai, không được cái gì hình có, hoàn toàn bỏ hình, mà chúng ta bắt bóng được cái gì bóng, chạy theo bóng này, không được cái gì hết. Vì vậy Đức Phật dạy này nè, ngăn ngừa bức thiện pháp chưa sanh, loại trừ bức thiện pháp đã sanh rồi rồi. Đó là phần sở chúng ta phải làm trong đời sống của tâm, là hướng dẫn của tâm, nhắc nhở tâm bằng cách đó. Đã giải quyết những cái phần tự xấu quá khứ trong tương lai, có ba thời: Atita Ramana, thời quá khứ; Anagata Ramana, đã giải quyết theo lời dạy của Đức Phật. Bây giờ Pachupanna Ramana, khi mà Pachupanna Ramana, Đức Phật bây giờ là Pachupanna Ramana, tất cả pháp hết. Pháp ở đâu? Thân là pháp, tâm là pháp. Như vậy pháp bây giờ, thân là pháp, tâm là pháp, làm sao thấy pháp? Đức Phật này về định tâm, mà trong chi của định tâm nào có chánh định tâm, hai chi chúng ta đã giải biết rồi. Quá khứ loại trừ, tương lai ngăn ngừa, thiện pháp chưa có, bây giờ chúng ta phải tu nhớ nguyện rồi một ngày nó đem và nguyện được nghiệp báo luôn cả cuộc đời của mình. Rồi rối phạm sinh ra lại cơ nhiều vậy, như vậy chúng ta tu sửa lại nói, sửa tâm, hoàn toàn thấy thân chúng ta trong sạch, lời nói chúng ta trong sạch, phần tâm như thế nào. Tâm không có hình ảnh, rồi làm sao thấy được? Phải có định, cái định này mới phát sanh trí tuệ, thấy được tâm. Rồi chúng chưa có định được không? Phải có chánh tinh tấn. Nhưng bây giờ chánh tinh tấn như ta làm việc bốn nhiệm vụ: trừ cái xấu quá khứ, ngăn ngừa cái xấu trong tương lai, bây giờ cái tốt, đã làm được cái nên là cái không lợi rồi, cái độc đã ngăn ngừa nó, đã trừ nó rồi. Vậy bây giờ cho nào để mà có niềm tin rằng tôi được cái này đó? Bây giờ là cái gì? Bây giờ tinh tấn đúng gì giới có rồi, định như thế nào? Định là không suy nghĩ, cái tâm luôn là hay biết chuyện quá khứ tương lai hiện tại. Ba cái thời này tâm luôn là hay biết, mà nó là nó hay biết. Nếu Phật nói là hay biết, nó sanh đầu diệt, biết cảnh cái gì nó xảy ra. Nếu bây giờ không có gì xảy ra, nó biết quá khứ tương lai. Mình không biết là vô thường các pháp, vì nó là như vậy. Bây giờ Đức Phật chỉ con đường nó ra rõ này, đối tượng và tứ niệm xứ, một con đường duy nhất đã đọc rồi, đã thanh lọc tâm chúng sanh, chánh niệm. Chánh niệm thân không quên thân, ghi nhớ thân,
không quên đâu, thân có gì họ không quên cô, không quên đi đi, tâm không quên tất cả, còn lại tất cả này hay anh giả mới là tốt. Tôi nhớ thế nào mà tôi cần sửa sửa thân sửa tâm, tâm không suy nghĩ mà làm sao cô đang sống như cái gì, quá khứ thầm tương lai không, bây giờ cái gì tìm. Ôi, bây giờ trong thân này thấy tâm hay biết cái gì, nó sống hay biết cái gì, tưởng quá khứ tương lai đất đai nhà cửa, bây giờ nó đang sống, bây giờ là tứ đại, ai đất nước là gió, đời kêu bằng đất đất là gió, bây giờ cái đất này một cái lớn đất Phật đi là lớn đại là kêu bằng Maha nà Maha Phù Tà Patu Patu Vi nà Apo Tê Chô Hoa Dô trả lời thà Patu Vi cứng mềm tất cả, rồi nước trên hố lửa nóng lạnh gió tăng như động, đây là cái tầm nào biết, biết ở đâu, bây giờ biết trong sắc vững là hai về danh sắc. Đức Phật dạy danh sắc pháp vậy có hai là gì, thân tâm danh sắc. Vậy thân tâm nó đang sống, bây giờ quá khứ bỏ, tương lai không ngày tới, bây giờ chỉ có bốn cái đại này thôi, không phải là đất mà mình thấy nà, không phải nếu thấy nhắm mắt mấy giờ nó là chân niệm điền chân lương tâm tới tù nà. Tôi về sửa được thân rồi, sửa tâm, tâm sửa bằng cách nào, hướng dẫn đã hướng dẫn rồi, bây giờ đang sống cái gì, đang sống với vật thật rồi, còn sống Đức Phật dạy tất cả trong sân sống do nhờ pháp của gì sanh thà ra. Pháp của gì là cái gì, sanh diệt thay đổi đó, là chúng ta sống trong hơi thở này, không có hơi thở vô, không hơi thở trong lúc bây giờ và bây giờ thì chúng ta chết tạm. Một cuộc đời chúng ta chết một lần ai còn biết hết sợ lắm, nếu mà đã chết sợ lắm vì nó chết thật này, đó là chết thật đấy. Hay Đức Phật nói cái chết cái gì cũng có chết là mất rồi, giả chết thật đó. Bây giờ chúng ta phải chết từ lớn, một năm 80 tuổi Đức Phật à đó. Rồi nếu mà tuổi thọ chúng ta kéo cái đó, một năm chúng ta chết 80 lần và tính một lần của một năm 12 lần, mình tính một lần của mình trong 12 tháng trong một năm đó thì có 30 ngày chết. Và nếu tính một ngày 24 giờ chết, mà tính tới một giờ có 60 phút chết, mà nghĩ tới tất cả 60 giây rồi nghĩ giây giây còn thấy được, gọi là sát na. Thì sát na này chỉ hành giả có Phật nhãn về nhãn mới thấy được cái sát na chết này. Như vậy sát na chết này mình vậy, như vậy là không, cái quên là chết, cái quên là chết. Avijja, avijja vì avijja quên, không thấy thì không thấy sâu, thì không thấy được tứ diệu đế, không thấy sự thật. Bốn cái bây giờ cái thật một cái thôi, một cái đang sợ nè, cái đang mà cách ly sợ nè, dịch nè này, thì trốn tới trốn lui tìm cách. Bây giờ dịch của tâm, dịch của thần nó chết một kiếp này thôi, bây giờ dịch của tâm nó giết mình hồi nào tới giờ. Bây giờ không phải giết một cuộc đời chúng ta, giết một lần không phải, nó giết từ giây từ phút, mà nó giết rồi sống, giết rồi sống, giết rất là nhanh. Này, chết à, tâm chết à, thân chết, bây giờ tâm chết, mời Đức Phật dạy, hãy coi lại tâm. Hay chỗ này một cái đẹp của Đức Phật, đẹp lòng đạo, không làm ác,
đã giữ giới rồi, đã tín giữa làm những việc có lợi, là có lợi từ bố thí rồi giữa tham thiền này. Bây giờ tham như thế nào là chân định, đề tài chân định nó sao để có trí tuệ. Trí tuệ thấy cái nào là cái chết và cái nào là không chết. Bây giờ chân định là sở hữu của trí tuệ, mà sở hữu này nó là một tâm sở, mà chánh là tâm vương, mà tâm sở này nó sanh một lượt cho tâm dương, nó diệt một lượt cho tâm dương, một căn cho tương, một đối tượng cho tương, nó là tâm sở. Nhưng tâm sở cái thiện này không ai tìm ra, không ai tìm ra, hồi nào bây giờ luôn luôn là bất thiện rất là mạnh. Nó là một con nguyên nhân, hồi nãy mình đã tìm nguyên nhân tại sao, nên tôi hỏi tại sao. Đức Phật nói đó, Phật bảo là sức mạnh của trí tuệ đừng có nghĩ tới, sức mạnh của sự định tâm đừng có nghĩ tới, sức mạnh của nghiệp báo đừng có nghĩ tới, điên, sức mạnh của thiên nhiên. Tại sao tâm nó vậy, tại sao lửa nóng, tại sao gió chuyển động, tại sao đất chân hút, đừng có nghĩ, nó là như vậy. Bây giờ Đức Phật bà hãy thấy nó là như vậy, nó là như vậy. Ai vậy? Đức Phật. Đây, đó là chân tâm tu, là tu cần, sửa được rồi, sửa thân rồi, thân rất là tốt, tâm đâu. Bây giờ mình làm chỗ được tâm đó không? Không làm chỗ được, là làm sao? Có sở hữu rất là tốt, tâm sở rất tốt, Đức Phật nói ra. Chân kiến, chân niệm, định này, có chân tinh tâm, chân niệm cho nên làm việc. Hay quý vị có khoa học đó, sắp pháp à. Làm sao tâm sáng mà chúng ta thấy sống này, nó có trí tuệ học rồi suy nghĩ, mà làm âm dương thôi, sắp pháp hoàn toàn. Lửa, là hai sợi dây âm dương, đồng ra cái lửa. Làm sao giữ cái lửa này thành ánh sáng? Nó chỉ có một bóng đèn thôi, lấy bóng đèn đúc vô băng ra mà ánh sáng là nó thấy được cái bóng đèn, nếu mà nó có tâm. Bây giờ nó không có tâm mà con người làm ánh sáng cho mắt thịt này thấy, bây giờ ánh sáng trí tuệ ai vậy? Đức Phật và Đức Phật không quên ngài, Đức Phật ở trên đầu con rồi, bác này không bao giờ quên Tam Bảo đâu. Rồi pháp bảo Đức Phật, đừng quên pháp bảo, một cái thiên nhiên sống của thân tâm. Bây giờ coi phần tu sửa, chỉ theo dõi tâm thôi, hướng tâm thôi. Giờ hướng tâm không làm ăn, làm thiện tốt, thiện như thế nào? Trong lúc bây giờ hãy thấy được tâm của mình. Đức Phật giao được tay chánh định tâm rồi, chánh niệm, một tâm sạch chánh niệm. Cho nên là nhắc, nếu mà cho tâm tượng Phật năm một vị chỉ được, không quên Đức Phật niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật, Bụt Thô Bậc A-ra-hăng. Nhiều người ta cái niềm tin hồng ân của ngài nhiều lắm, và biết bao nhiêu Phật trên thế gian này giác ngộ với nhau, nên đổi một vị Phật trong quá khứ tên ngài là Amitabha, rồi ta nghĩ là ngài, mỗi vị Phật đều có đức riêng, ngôi ngài đó vẫn người ta tin tưởng niệm ngài đi sanh nhật có cho ngài về niềm tin đầu con ngài tên này ngài. Thì cái gì tên là khác, nhưng cái chữ Phật vẫn là Phật, thấy được tứ diệu đế này. Thay vì đó tên là Phật A, Phật A, Phật B, Phật C, tên của Phật, nhưng mà ở trong A, trong E, trong C, đây là như vậy. Bây giờ Đức Phật nói về pháp bảo, chúng ta phải thấy pháp bảo. Pháp bảo là tôi là ta, như thế nào? Bắt đầu chân niệm quy hành giả ngồi hàng kiết già ban nào, chân niệm trước nhất, tâm đi tới hướng tâm rồi, để cho nào trước tâm ở giữa người một cái dấu từ cha mẹ chuyển sống với cha mẹ, từ đúng giữa con người hồi trước xong, bây giờ nó tự sống, tự nó thở, nó ra khỏi thai bào, tự nó thở rồi. Cái chỗ này nó không xa mắt lắm,
không cần mắt ở trên giữa. Vì vậy mắt là nhắm đi, đưa tâm tới đó liền, đưa tâm đó chánh niệm liền, đưa vào chánh niệm không quên. Chánh niệm là không quên. Bây giờ tỉnh kêu thôi, mới kêu tâm. Tâm ở đây bận rồi, rồi chánh niệm tái thấy, chánh niệm biết chỗ nó có sự biến động này, nhiễm nhiều chánh niệm nó ghê nhận thấy gì, chuyển động hay là căng rung, nhân chỗ đó căng như thế nào ta không hiểu, chuyển động như thế nào ta, tôi chỉ là chỗ này bụng thôi, từ tục đế bụng này chút tâm bụng như vậy, bụng mấy chỗ đó đã tâm chính giữa hồi trước bây giờ đào tôi biết kiếm được giữa thân bụng đã tục đế tưởng, nhưng cái tưởng này phải đi sâu mới giờ nó bụng ở đó, cho niệm ta liền làm việc nhiệm vụ của nó bây giờ đây thôi, chuyển hay bây giờ nói tục đế mình đặt dùng thôi, phòng mà xẹp à, nhưng khi mà phòng tâm ở nơi bụng không, nó phòng nó lại theo phòng, không phải là bụng phòng, cái chữ phòng mình biết đâu, nó chuyển gọi là căng phòng. Thầy đặt tên của gió căng di động rùng. Nếu mà chúng ta chú tâm này bỏ bụng mà bụng một là tục đế không thấy gì, hồi trước bụng rồi bây giờ bụng, ngày mai tên nó là bụng, tưởng không biết ta dùng nào tưởng để biết dùng trong xã hội, nhưng thuộc về chân đế thấy bản chất đặc tâm của thân như thế nào và của tâm như thế nào được thấy, thấy có trí tuệ theo một vị giác ngộ. Như vậy con đường rất là rõ, chỉ là chú tâm nơi đó có chánh niệm, rồi tâm này được nó mang hồ cốt càng cả mà thầm mà này. Như vậy khi mà đưa tâm tới chánh niệm liền, làm sao nghe Đức Phật dạy, Đức Phật dạy làm sao biết đệ tử của ngài xá lợi phất một kiện liên quả, đệ tử của đạo với trước ngày hôm nay chúng ta có thầy có tổ dạy chúng ta từ trời có cha có mẹ có thầy tổ, đạo làm người, đạo làm trời, đạo làm Phật rồi. Như vậy chúng ta chỉ chuyển một chút thôi, đã tâm nó bầm dùng thực đế, nhưng cái trí nhớ nó nói xuông thôi, cái tâm là đặt tâm hay biết bây giờ không cho nó biết quá khứ đâu, thì bây giờ nó về được cái phòng mà bắt đầu một kinh nghiệm như vậy à, hoàn đạt như vậy cái như vậy nó như thế, nó tới nó lùi bắt đầu cái bằng kinh nghiệm cho nên mặc dù cho thấy gì, như vậy không phải thấy bằng mắt nhắm mà thấy gì, cái này mà gọi là chánh định. Vì chánh tinh tấn rồi, chánh niệm cho nên khi một niệm tâm không đi đâu hết, nó định chỗ đó, nó định, nó chuyển động cương mềm. Khi định như vậy tự nhiên nó phát sanh, nó lại có phần vô. Ôi sự thật nó là như vậy, sự thật bắn ánh sáng tới trên kia. Ôi còn gì nữa, nó là như vậy, sự thật nó đi, giật thà phô tạng. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Đây là chánh tinh tấn, loại trừ bất thiện pháp, ngăn ngừa bất thiện pháp trong tương lai, loại trừ bất thiện pháp trong quá khứ. Thiện pháp nào chưa có, bắt đầu bây giờ có rồi gìn giữ. Tôi được một cái phần rồi, bây giờ nó sẽ, ôi theo dõi tôi sẽ trẻ, bây giờ tôi đây, tôi gìn giữ, bao trì. Từ chỗ đó ngoài là thân tâm đồng nhau phát sinh, rồi ai biết rằng chẳng thạc vì xúc họ tâm, rồi ánh sáng của trí tuệ thấy gì, thấy được tâm của mình, thấy được tâm nó không đi theo vọng tưởng, không truy tầm, không suy nghĩ tương lai, không ước vọng, chỉ có hiện tại, chỉ là pháp danh, pháp sắc, pháp cứng mềm chuyển động nóng lạnh lò sắc pháp, hai biết là danh pháp. Như vậy con cho lại chia ra làm hai ngày,
thiền là lòng hạ. Đây là đối tượng của thiền minh sát đầu tiên. Nhân Phật là đối tượng thiền minh sát. Mà rồi còn gì nữa? Đâu đơn giản. Tập nào đây? Bắt đầu hồi nào tới giờ này? Avijja vô mình bắt đầu sankhara các ý thiền đó. Rồi làm việc cuộc đời. Đó cũng tốt đấy. Vô mình là từ cái tư đó, nghĩ thiện ác rồi hành động thức đi đào thải, thức đi đại nó khéo một lượt, nó nói dân sắc rồi ở trong thai bào như thế vận hành của pháp bảo từ một giọt ở trong kinh ví dụ này, thức đi đào thải là một giọt dầu, là một mẹ chín, một chín trong lòng mà rải bảy lần trong một tí thôi. Cái đó gọi là cái thức nó đã kéo sắc pháp đi cho nó rồi. Chính tháng ngạc rồi nó trổ thành mắt, thành tai, thành mũi rồi. Rồi cái thức này, mắt, cái tai, mũi, lưỡi, mà nó bôi chẳng khác vì gì như thế này. Con gà nó ở trong trứng, nó nổ, mở ra thấy một cái thế giới khác. Này, thì chúng ta cũng vậy. Ra khỏi thai bào một thế giới khác từ không biết. Mai gặp Đức Phật ta, gặp Đức Phật không quên Ngài, Đức Phật dạy không quên pháp, vì ta đã dạy ở trong pháp là dạy ta ở đó rồi. Thầy gặp thầy pháp bảo lực kinh luật là thầy của chúng ta, ngũ giới là thầy của chúng ta, Phật đó, nghiệp báo tất cả. Đây gọi là chánh tinh tấn. Cố gắng làm việc này 24 trong đời sống của chúng ta, đối cuộc đời chúng ta từ không biết cho lại là biết bây giờ cái biết bây giờ rõ lợi thấy cái quân. Có cái quân, tại sao mình thấy được cái quân? Cái này là một cái tuệ chính tâm mình quên này, quên rồi cái này nhớ, quên nhớ tìm ra nữa, chính là tâm quên, tâm nhớ, làm sao quên, làm sao rồi thấy nó tốt, thấy nó xấu, thấy nó không, rồi thấy như vậy. Khoa học cái bộ chưa chạy cách ly là cuối cùng Đức Phật phát ly xả ly, đây là con đường chúng ta làm đi. Nếu mà hành giả có niềm tin như vậy, còn tin nữa. Đây là chân tứ niệm xứ, tứ chân cần trên con đường thực sức mạnh. Khi mà nói sức mạnh sẽ đi tới đâu? Ngũ lực, ngũ căn, tới sức mạnh. Cái gì? Để mà dạy ta. Nếu chúng ta biết cách như vậy, tu bộ, ngăn ngừa bất thiện pháp được rồi, loại trừ bất thiện pháp trong quá khứ. Thiện pháp nào cho các bây giờ có chân niệm thiện pháp. Chân niệm là sở hữu của trí tuệ. Này, sati sampajñā, chân niệm tâm thức, chân niệm kêu thức dậy, kêu thức dậy. Ngài nè, kêu tâm, nhà nhắc tâm thức tình thức tình thức. Mấy thấy là cái tâm nó không biết nè. Bây giờ cái xã hội này tỷ nhắc con đường đi đúng không? Bắt chân đạo, trung đạo, con đường đó, một cái nghề của nó. Như vậy, ngày hôm nay để chỉ nhắc lại sức mạnh của tâm, con đường giải thoát. Mà cứ đi, một bước đi tới, một bước bây giờ tiếp tục sống. Sống lại vì đã diệt lại loại trừ bất thiện pháp trong cuộc đời của mình, tham ô. Như vậy Đức Phật lại khổ, thân này khổ, lạc nó thôi, rồi tâm xả ly, phát ly nó như thế nào. Như vậy cuộc đời nó không buồn không lo, sống không buồn, làm sao làm đi theo bước chân của Đức Phật. Ngài đã, Đức Phật đi sao, mình đi vậy. Người ta đi tham, chứ sân, chứ si, bằng chân tham, sân, si, làm việc. Vì vậy khoa học tiến bộ, nó
nó chụp cái bàn tay dấu tay này nè, này nè, đã hoặc không tin tưởng. Dấu tay này không, vì cái nghiệp gì thấy không? Nghiệp ở trong bàn tay, rồi thấy chạy đi đâu. Ai trốn được nghiệp, ai giải thoát nghiệp, mình giải thoát trong lúc bây giờ thôi. Bây giờ, qua bây giờ, qua khứ, đã qua cái này. Đây là con đường trung đạo, đây là chân đình tăng huệ. Thì trước khi tới đây gọi là vừa giải thích vừa phải, vì quý vị cũng biết rồi, chỉ sắp tăng bạn lành để tổ chức một cơ hội như vậy. Chúng ta tổ chức trong mùa cách ly, thay vì cách ly đời, chúng ta xả ly và thoát ly theo đạo, y nói là trị bệnh tâm linh này. Thế thì tiếp tục, thì giờ còn một chút thì sư xin giải đáp một câu hỏi của hành giả Mô Phật bạch ngài: khi con hành thiền, con cố gắng giữ tâm mình như là một tấm gương phản chiếu những gì đang xảy ra. Là tấm gương phản chiếu làm sao giữ chân nèm là rồi đang xảy ra đó. Trong từng giây sát na, con nghe lời ngài, không có mong cầu phản chiếu những gì đang xảy ra. Trong từng giây sát na, con nghe lời, không mong cầu hoặc so sánh với các bạn đạo của mình. Y nói mà ui người đó khá, mình cũng khá, không được so sánh, không được đánh giá là như vậy. Đàn đạo của mình, con chỉ thực hành để tấm gương tâm của con ngày càng sáng, càng sáng tỏ hơn chút, hơn chút chút, bớt bụi, bớt bụi mờ, phản chiếu các pháp ngày càng gần hơn với sự thật như là, như thật như là, thầy quý vị đang thật như là, sự thật thấy, thật thấy, thấy thấy, nghe, nghe, nghe là như vậy. Con nghĩ như vậy. Đó là là tưởng và có tưởng, tưởng nghĩ không. Như vậy có phải là tưởng nghĩ không? Con nghĩ như vậy. Đó là suy nghĩ, đó là tư duy thôi, cái đó là tuệ tư duy, chứ không phải là tưởng. Và tưởng là khác. Mình tư duy là suy nghĩ kêu chánh tuy, mà cái chánh tuy phải có chánh niệm rồi, mà cái chánh tuy như vậy. Con xin thành tâm cúng dường ngài, xin đại vô con mô Phật. Đây là câu hỏi vừa phải, thì hành giả cứ tiếp tục thôi, công thức là như vậy. Tiếp tục, bây giờ tiếp tục nó còn gì quan trọng? Hành thiền thì cũng quan hệ thích trong một giây phút, còn chừng 10 phút vậy đó, thì hành ngồi hành thiền chung với nhau, nó có một sức mạnh của tâm, của sự tinh tấn. Một máy thì nó không có mạnh, nếu mà có nhiều máy thì nó xe, nó mạnh hơn. Vậy thì mời quý vị còn chừng 10 phút quý vị ngồi thiền trước khi hồi hướng công đức, hoặc ngồi thêm chút cũng được. Rồi kể đái mà rải tâm từ. Thì quý vị ở nơi quý vị thiền, ai ở chỗ nào chỗ đó là thiền thôi. Ai có thân cái tâm mình sống trong lúc bây giờ, bây giờ với chúng ta là mỗi mời bà biết rồi. Bây giờ vào chánh định, đã giải thích chánh định như thế nào. Này, hướng tâm ngăn ngừa bước thiên pháp, không suy nghĩ chuyện qua tương lai nơi chưa tới này, để trong giây phút này nè, rồi bước thiên pháp qua rồi bỏ này, thiên pháp nào chưa có, chưa có chân nèm, định nào chưa có, chưa tâm chưa yểm. Bây giờ làm sao phải tâm định, định sát na định. Như vậy chúng ta trở lại hơi thở. Quý vị quen mũi thì việc quý vị, thầy sư quen bụng, thầy sư chú tâm nơi bụng. Mô Phật. Bây giờ định tâm bắt đầu gọi là chánh định.
giới chi của chánh định, có mặt của sự chỉ tinh tấn hướng tâm rồi chú tâm này. Giờ chánh chú tâm, chú tâm này bụng có chánh niệm ghi nhận, nếu cho đó có phần tiếng của chánh niệm rồi đó chú, khi mà chú tâm theo dõi một chút thì tiếng nói mà nói ra gọi là phần mà ra tiếng của chánh niệm sẹp à. Đây phần sẹp không phải là bụng rồi, tên bụng là không phần sẹp, nhưng phần sẹp căng nghĩa là vì cảm thấy căng 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 hoặc di động hoặc rung, cái đó là vì theo dõi ghi nhận cái đó, tiếp tục, đó là thiền pháp. Vì sẽ ngồi 20 phút. Trước tập vừa rồi chánh niệm liền. Rồi coi chánh niệm trước nhất, rồi ghi nhận, ghi nhận hoặc dùng chữ niệm ghi nhận. Tiếp tục ghi nhận. Phương pháp nào chưa có, bây giờ có. Như thế nào ngọt thiệt? Không thấy tham trong rung và không giận cái rung và không quên rung, đó gọi là thiền pháp. Không tham cái chuyển động mà không sân chuyển động và không quên rung, đó là bất thiền pháp. Tam độc không có mặt của nó. Và có trí nhớ, có chánh niệm.
Bây giờ tu bổ tốt và cố gắng gìn giữ một hơi thở từ bắt đầu một chuyển động hết chuyển động của sanh và diệt của chuyển động phẩm và chuyển động của sanh của sẹp cũng như là cái diệt của sẹp tiếp tục. Nếu suy nghĩ chen vào, ghi nhận liền, ngăn ngừa liền, suy nghĩ, không cho chi phối được tâm. Theo dõi bây giờ của sự chuyển động, của phong đại, một trong ba đặc tính thấy căng, cảm giác căng và cảm giác được di động hoặc cảm giác được rung, đó gọi là phong đại, thường dùng gọi là các pháp vô vi, và nó không bền vững, nó sanh diệt cũng như hơi thở. Chân niệm và tỉnh thức.
Nếu mà có suy nghĩ, quý vị ghi nhận được, suy nghĩ, rồi trở về hiện tại. Cảm giác khó chịu, dễ chịu trong thân. Cảm giác có chánh niệm, niệm ghi nhận. Tùy theo trường hợp, đau, nhức, ngứa, mỏi, vân vân. Ghi nhận cái cảm giác, đừng có nghĩ về cái phần tên, tục đế, cũng như bụng. Chỉ theo dõi chuyển động thì đau cho nào. Ghi nhận cái cảm giác, đừng nghĩ tới tay, tới chân.
Đây là phần gọi là tu tập, rồi bây giờ cố gắng gìn giữ, đây là tu chân cảnh. Giờ cái công đức mà chúng ta tạo được trong ngày hôm nay thì xin hồi hướng cho tất cả chư thiên nhân loại trong tam giới. Mời quý vị rải tâm từ. Lại đi. Ekayano ayam pika ve mago satanang visuttiya sokavaridevanang samatikamaya dukkha domanasanang Atangamaya Nyayasati Gamaya Nirvanasa Sacchikiriyaya Yairam Chattaro Satipatthana Katame Chattaro Ithapi Kave Bhikkhu Kaye Kayanubhase Viharate Atabhi Sambhajano Satima Vinaya Loke Apichado manasang vedana suvedana nubasi viharati atabi sambhachano satima vinaya loke Apichado manasang chitte chittanubhasi viharati atabhi sambhachano satima vinaya loke apichado manasang Thammesu dhammanubhasi viharati atabhi sambhachano satima vinaya loke apichado manasam Aham averomi abhyabhacchomi anigomi sukhiyatanam parihārami mama matabhitu Acharya cha, nyati metta cha, sapramacharino cha,
Aveyrandu Abhyavachandu Anigandu Sukhiyatanam Mariyarandu Imasamin Arame Sabe Yogino Averandu Abhyavajandu Anigandu Sukhiyatanam Variharandu Imasamin Arame Sabe Piku Samane Raja Uvasaka Uvasika Yoja Averandu Abhyavachandu Anigandu Sukhiyatanam Variharandu Amakam Chatuvachayanayaka Averandu Abhyavachandu Anigandu Sukhiyatanam Variharandu Amakam Arakarevata Imasamin Viare Imasamin Avase Imasamin Arame Arakarevata Averandu Abhyavachandu Arigandu Sukhiyatanam Variharandu Sabbe Satta Sabbe Bhana Sabbe Bhuta Sabbe Pogala Sabbe Attavava Variyavana Sabbha Ittiyo Sabbe Purisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinivatika Averandu Abhyavachandu Anigandu Sukhiyatanam Variharandu Dukkhamucandu Yatalata Sambhatito Mavigachandu Kamasaka Purati Maya Nisaya Pakchi Maya Nisaya Uttaraya Nisaya Nak
ki na ya di sa ya urati maya nurisaya pacci maya nurisaya utaraya nurisaya dakinaya nurisaya eti maya risaya upari maya risaya sabbe sata sabbe vana sabbe bhuta sabbe bhogala sabbe atta bhava bhariya vana sabba ittiyo sabbe purisa sabbe ariya sabbe anariya sabbe deva sabbe manusa sabbe vinivatika avera andu abhyavaca andu ariya andu sukiyatana mari arandu duka mucandu yatarata sambadito maviga candu kamasaka utang ya bhavagaca ato ya vichito samanta cakawalesu yesata bata vichara abhya vacha niveraca niduka chanubhanava utang yava bhavagacha ato yava vichito samanda cakawalesu yesata urakecara abhya vacca niveraca niduka chanubhanava utang yava bhavagacha ato yava vichito samanda cakawalesu yesata akasecara abhya vacca niveraca niduka chanubhanava imaya tamanu tamavadivadiya bhutangu jemi imaya tamanu tamavadivadiya tamangu jemi imaya tamanu tamavadivadiya
nang bu che mi i ma ya tam anu tam va ti va di ya mata pita ro bu che mi i ma ya tamano tamma vadi vadiya acharye bhujemi atai maya vati maraya chara mochi sami idam me punyang asavakaya vaham otu idam me silang magga phala nyana sa pachayo imam punya bagang sapa satanang nema sabe sata sukita sadu 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 chư thiên ở trên ở không a địa cầu thương ở rõ tâm mọi điều lòng hương thần lực có nhiều à đồng xin oan nghĩ phước điều chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi à các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tránh khỏi nạn tai à chúng sanh được hưởng phước dài bên lâu chúng tôi vui tu đạo màu à tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Yeah. Bây giờ tiếp tục chúng ta thời đi kinh hành một số nơi là nghỉ ngơi và tiếp tục thì sẽ nhờ sư cô Thiên Tuệ dịch ra tiếng Anh bằng tiếng Anh cho nên quý Phật tử nếu ai muốn nghe có thể ở lại nghe, nếu không thì chúng ta có thể đi kinh hành. Now is the translation to the English. We have Sayule Amara Mehti, who will help us with the translation. Sayule. Thank you, Sayura. So today's
2020, the Dhamma talk in two parts. The first part, Sayadaw gave a little Dhamma talk, and the second part, Sayadaw answered one question. So today, Dhamma talks was a bit long and covers a lot of knowledge in terms of Pali terminologies as well as other knowledges. So I will try to do my best to translate into English. Today, Dhamma talks are talking about the 37 enlightened factors that help the yogis walk on the path, the noble path towards the liberation destination, which is Nibbana. So the 37 enlightened factors, Pali is 37 Bodhipakkhiya Dhamma. This is the factor that can support the yogi to reach the destination. This is also the Eightfold Noble Path is also included into 37 enlightened factors. The 37 enlightened factors consist of four establishments of mindfulness, Chattaro Satipatthana, four right effort, Chattaro Sammabada, four mental power, Chattaro Idibada, five faculty, Banja Inriya, five power, Banja Bala, seven factors of awakening or seven factors of enlightenment, Satta Bhojanga, and lastly, that we all know is the Eightfold Noble Path, Ariya Attangamaka. So Sayadaw mentions that when we wanted to do something, we have to direct the mind, or we have to have a jhana, which is intention that we want to do. So when we want to do some things, or when we wishes to do something, the mind would have to direct that attention to that kind of intention, and the bodies also follow. So in this case, because we are having this retreat during the Vesak holidays, we want to use our practice towards to as a offering to the Buddha. So we direct our minds, our attention towards the Buddha, and wish to become one of the disciples of the Buddha. The first step that we take towards this journeys is observing sila. So every day, twice a day now, the Sayadawjis would let the yogi observing sila, some observing five sila, five precepts, or some observing a precept, depends on the situations of the yogi. So sila is also one of the factors within the Eightfold Noble Path. Because in the Eightfold Noble Path, there's the factors of concentration, Samma Samadhi. And within the Samma Samadhi, there's three factors. Samma Virya, which is the right effort. Samma Sati, which is right mindfulness. And Samma Samadhi, which is right concentrations. And in order for the yogi to develop these factors, sila is the foundation. So every day we observe sila. And then today, Sayadawji would like to focus more on how to develop the right effort in order for us to practice. So in order for us to develop the right effort or samma virya is to be at the present moment. From now on, after taking the precept, taking the refuges in the three triple gems, the Buddha, Dhamma, Sangha, we're also taking the sila. And now that with the observing the sila, we're trying to develop the right effort in order to have the right concentration in order for insight to arise. So in the right effort, there are four factors or four stages. So the first stages is the yogi trying to prevent bad intentions or bad unwholesome deed have not arrived. So this can be developed by observing sila.
because when we observing sila, our bodies is trying to restrain from committing any unwholesome, any bad deed that haven't been committed yet. So in order to prevent unwholesome deeds to arrive, we have to try to be in the present moment. Sarah G's explained that the past is already past. There's nothing we can do about it. The future haven't come yet. So the only things that we can do right now is trying to be in the present moment and trying to restrain our body from committing unwholesome bad deeds in the present moment. So that is sila. Observing sila could help the body restrain from doing so. However, what about the mind? What can we do in order to restrain the mind to have these unwholesome thoughts or thoughts or imaginations or not living in the present moment? Then we were trying to, for that, we were trying to practice meditations. So for at the moment, when we're trying to practice meditations, in order for the mind to be calm and not having all these thoughts about the past, which is already gone, the future haven't come yet, which is like imaginations, then we need to develop concentration. And in order to develop concentration, we have to try to pay attention, depends to the present, to the bodies and the mind at the present moment. Because the mind, when it's paying attention to the body, living within the body at the present moment, thought cannot survive. So therefore, all these dormants or latents, unwholesome thoughts, would not be able to have a chance to arrive in the mind of the yogi. So that is the first stage of the first right effort. The second stage is that we're trying to kill or abandon all the bad or unwholesome deeds that already arisen. So basically, let's say if you have done, committed something bad, you stop. You don't do that anymore with your body. And then again, whatever happened, whatever unwholesome deed that happened in the past is already past, is already gone. So we don't let the mind go back into the past to relive that kind of experience anymore. And also the futures have it not come yet. So we know not let the mind run wild to have some kinds of thought towards the future for towards unwholesome deed. So whatever happened, so the second types of right effort is trying to abandon bad unwholesome deed already risen to arise again. And this in this part, Sayadaw Chis mentions 32 mental factors or jetasikas in the Abhidhamma. The Buddha explained that our body, as human beings, are made of five khandas, which is rupa, mentality. Forms or mental material forms. So rupa, vedana, which is feeling, sanya, which is perception, sankhara, which is mental factors or mental formations, and vijnana, which is the mind, the cognition's mind. So because we are making out of these five khandhas, and we think, so within these five jetasika, the minds and the mind commodities, they always arise together. They always have the same objects. They cease together and they have the same base. So within this mind, within this jetasika mental factor, we have 52 jetasika, but within 52 jetasika, there's 50 that belong to the mental formations, sankhara. And within the 52 jetasika, Sarajis also mentioned there's only 14 bad mental factors, 14 jetasika that are bad. The rest are the common mental factors, and there's a 25 good jetasika. So basically, what Sayaji is trying to say is that we actually have more good mental factors than bad mental factors. So therefore, what we're trying to do is abandon these 14 bad jetasika, and
the third step. So after abandoning the or not letting these 14 mental factor chetasika to arise, we were trying to develop these good mental factors, 25 chetasikas. So that would be the third of the four stages of right effort. The third one would be developing the good, the wholesome state, so that it can arise. And then the last stage of it too, when the good and wholesome state arise already, we were trying to maintain and increase it. The more, the better. So within the chetasikas, within this mind, the reason why we are keep having these rebirths and what is the word for to keep a rebirth within the samsara because of ignorance. And what does it mean to be ignorance? According to Buddhism, is being ignorance is like not knowing, and not knowing what? Sergi explained, not knowing is not remembering to live in the present moment, not knowing that to live in the now. So basically, when the mind wander to the past or when the mind wander to the future, that's when the mind is not living in the present moment, when the mind is don't remember, or another word is forgetfulness. So when the mind is forget to live in the present moment, it will go back to the past or the future, or go forward to the future. And that's when all these unwholesome mental factors can arise. And that's when it would, you know, lead the mind to continue its samsara's rebirth and death cycle. So when we practice meditations, or specifically vipassana inside meditations, the mind, starting from the right effort, the mind would be able to cultivate the right concentrations, and through right concentrations, insights or wisdom would develop. And what does it mean when wisdom develop? Wisdoms develop when the mind would be able to recognize what is the body, what is the mind. So does it see the understanding, the knowledge of this body, this human beings is made up of bodies and mind rupas and namas and rupa, and that is the Dhamma. And also in order to, and so for the mind to be able to see that or recognize that, that is one of the factors of the Eightfold Noble Path, which is the factors of Samma Samadhi, the right concentrations. So when the yogi will be able to have this right concentrations in order for wisdom to develop, the yogi will reflect it on what kind of good deeds that we have done or what kind of bad deeds that we have done, so that they will be able to, you know, separate it or distancing from all these bad deeds and trying to cultivate more of the good deeds, and specifically to practice meditations or vipassana meditations. So while we're practicing vipassana meditation, we restrain our body by observing sila, and then we are cultivating good deeds with the mind by right effort, right mindfulness, and right concentration. We are walking on the path towards liberations, or another word, we are walking on the Eightfold Noble Path towards Nibbana. And the Buddha was our great teacher. He was the one who showed us the way, what we needed to do in order for us to get where he already achieved, and then be enlightened or be free from suffering. And then Sayuraji continues saying that the mind, the living mind, is only considered, is called living in when it is at the present moment, when it stay at the present moment. Because when the mind go to the past or the mind go to the future, that is when forgets when it's happened. And the word Sayuraji used was forgetfulness is called death. When you forget, that means you die. You don't live anymore. The only time that you live is in the present moment. And then when you live in the present moment, when you develop concentrations and when you have insight, you will be able to see the characteristic of this body and this mind. So the characteristic of this body is that this body is made out of four Mahabhuta, or in English is the four great elements, which is earth, water, fires, and wind. And the mind, the characteristic of the mind is
recognizing or knowing the objects. And within the four elements, earth, water, fires, and wind, when the insight that developed through meditation, the yogi would be able to experience and understand the characteristics of each element. For example, earth would be heavy or hardness or softness. Water would be fluidity or fluidities or adhesiveness. Fire would be hot or cold. Wind would be moving vibrations, expanding, collapsing. These are the characteristics within this body of ours. So when the yogi practicing meditations, the yogi would be able to see that all these things, all these four characteristics, both from the body or rupa and the mind nama, is they are conditional things or called sankhara. And all the conditional things are subject to changings and impermanent. Nothing is constant. Nothing is permanent. So when the yogi contemplates or meditating on these characteristics of these elements, you will see that sometimes the body will feel heavy or solidity. Sometimes the body will feel heat. Sometimes the body will feel cold. So that's when the mind stay inside the body at the present moment and experiencing these characteristics, which is the Dhamma, the true Dhamma. But each time the mind forget to stay in the present moment, when the thinking comes, then the mind would be called dead. But Sarasji is also given an example. Let's say a person will live up to 80 years old. So within these 80 years, we can divide it into each year. So every birthday, the person to say that to die and rebirth another year. So let's say from 1 year old to 2 years old, that is when you die after 1 year old and you rebirth to 2 years old. So an 80 year would have 80 separate years. And then in each year we have 365 days. And in each day we have 24 hours. And in each hours we have 60 minutes. And in each minute we would have 60 seconds. So when you dissect everything in a smaller portion, then you will see that this sankhara, this conditional thing that you call the human beings or these bodies and minds, are continuous of dying and rebirthing or passing away, coming and going, passing away, coming and going. But however, only a yogi with a vipassana inside would be able to recognize that. And when only a yogi who have vipassana inside will see that at this moment, these bodies and minds are coming and going at every second. And that would be achieved through momentary concentrations. Sayoji also mentioned that nowadays with the COVID-19 pandemic, we are very scared of catching the virus and then being sick and may die. But then when we die, there's only one life. Die and that was it for the body. However, in terms of the Dhamma, when a yogi practicing vipassana meditation, the yogi can see that this body, this sankhara, this conditional thing, and this maya is actually these dyings and arising, comings and going at every single second, every single moment. And that can only be achieved through inside meditations. And then Sayadaji mentioned for these inside knowledge to arise, the one of the most important factors is sati. And sati is the properties of the mind. Sati is one of the jetasika mental factors. So sati is all because the jetasika, the mind, and the mental factors always arise together. So whenever the mind arise, sati, we try to have sati there also arise together with the mind in order to know and to be mindful of the object that the objects of the mind is observing or paying attention to. And one example Sayuroji gave was just like electricity. When the electricity is run through the wires, and then when we have the pole
the lights, and then when we put the lights into the slot and then the electricity go through that, then we will see the light. But however, these are only Rupa. These are the, nowadays the scientific world will be able to discern Rupas and make Rupa into these all kind of technology for us to be beneficial for our day life. But these only Rupa, there's no Mai. There's no knowing of that. So with that, if we as a human being have this kind of mind, we have to try to utilize it in order to see that, okay, the mind is there. We have to not, acknowledge and know the objects that are our attention. And just like when the light is on, the darkness would go away. So when sati is there, when the mind is go to the objects and the mind with sati, which is mindfulness or remembrance, is there, there would be no darkness of forgetfulness or darkness of not remember. So that way, it means that we are living in the present moment. Mm-hmm. So Sayaji also mentions that, so for some people, when we are observing the risings and the falling, then, you know, we our eyes are closed. We don't see anything, but we don't need to see with our conventional eyes. We need to see with our mental eye, which is the mind. And then when we put the mind at the abdomen and trying to observe the risings and falling of the abdomen, we need to surpass the conventional truth of, oh, this is the abdomen, this is the stomach, this is how it's shaped, this is how it's how, you know, this is the shape of it, and this is what it's called. What we're trying to acknowledge, or what we're trying to experience, is the characteristic of this, which is surpass the conventional truth to the ultimate truth. So when we're observing the risings and the falling of the abdomen, the ideas of the abdomen or the names of the abdomen would disappear. What left behind is the movements of the abdomen at the breathing in, and then the collapsing of the abdomen that's breathing out. So when we're breathing in, it will be expanding, it's vibrating, it's moving. And then when coming out, it becomes softer and it's collapsing. And these are the characteristics of the wind element that make up this body. So when we are able to understand that, that means that we already have some kind of inside knowledge through Vipassana, and that would be the stepping stone, opening door, so that for us to be able to go further inside in order to see the three characteristics of all Dharma, which is impermanent, anicca, dukkha, unsuffering factory, and anatta, non-self. And Saraji continues saying that when there is sati, right mindfulness, and when we develop right concentrations, and then the right view or the insights of Vipassana meditations arise, we will be able to discern the mind and the body, and understanding the characteristic of both mind and body, nama and rupa, in the present moment. At that time, there would be no thinking. There would be no imagination. The mind would not wander to the past or wander to the future. And he was also explained that when we be able to see that, we would understand that, you know, when this body created, the last consciousness, the death consciousness, chuti chitta, happened, then the next batisandhi, rebirth linking consciousness arrived. And that is when the moment of conception inside the mother womb, and from the mind, from starting with this consciousness, slowly all these rupa, all this form, all this material would be slowly formed. So according to the sutta, within about 9 months and 10 days, starting with batisandhi, rebirth linking consciousness, all these rupa, all this material would be starting forming, and then there would be the fetus, and slowly there would be an eyes and bodies and legs and arms. So basically, we would be able to see that there's nothing but body, rupa and nama and rupa, the body's material forms, and the mind that consists of this body, nothing else. So that was a short Dhamma talk that Sayurji gave.
And he would say that this is just a reminder. So basically, he keeps saying about the Eightfold Noble Path, and then what are the factors that consist inside of the Eightfold Noble Path. Today, he mentions more about the 37 enlightenment factors. And then within these 37 enlightenment factors, he focused on the Jetaro Sambhavada, which is the four right effort, and to repeat the four stages of the right efforts is, first of all, the yogi trying to prevent bad deeds to arise. The second one would be if the bad deeds already have risen, the yogi trying to abandon it, disassociate with this, or kill it off. And then the third one is after we already disassociate and abandon all these bad, unwholesome deeds, then the yogi would try to, the third effort would be to develop more wholesome deeds, good deeds to arise at the present moment. And then after that, when all these good deeds arise already, we're trying to maintain and develop it, increase it to have more. And the next part of the Dharma talk, Sayadaw answer one questions of the yogi. From what I understood, the questions was the yogi was trying to keep his or her mind as a mirror that's very clean in order to reflect what is going on at the present moment. And the yogi try not to compare his or her practice with other yogis. And the question was, the yogi was wondering if it was, that was his or her thought, the yogi thought. So the yogi wondering, is it considered as thought? Is it considered as thinking? Or what is it? What is it that, is it the right thing to do? Pretty much that's what I understood. And Sayaji's explains what there's a difference between thinking and the right thought. So the right thought is one of the factors of the Eightfold Noble Path, which is in the Samyapanya factors, in the right thought, right view factors. But then thinking is different. Thinking is when a yogis would let the mind wander either to the past of the to the past of the future. However, this kind of so-called thinking is the right thinking, when the yogi would be able to reflect on what is at the present moment, the practice, and keep the mind trying to be keep the mind to be at the present moment. So these kind of right thinking can only happen when the yogi have first is right sati, right mindfulness, and also somewhat of the right concentration. So for these kind of thinkings of the insight to arrive. So Sayadaw say this is okay. And it's different from the regular imagination thinkings or worrying where the mind, you know, past or the future. So for the Dharma, the Sayadaw lead a little bit of the meditations, and during the meditation, he was giving some technique of the breathings or techniques of how to keep the mind at the present moment. And he mentioned that during the meditations, now what we're trying to do is we're trying to develop momentary concentration, which is the factors of right samadhi, right concentration in the Eightfold Noble Path. So whatever the practice that we do, we always walk on the path that the Buddha that taught, the Eightfold Noble Path. And during the meditation, Sayaji mentioned that for some yogi, if you are if you are accustomed or used to paying attention to the out-breath and in-breath, you could do so. Because at this moment, we're trying to develop concentration. It's okay for you to do so. However, for Sayadaw, he used to putting his mind at the abdomen, because that is the method that his teacher, Mahasi Sayadaw, taught. So for Sayadaw, he put his mind in the abdomen and observing the risings and falling of the abdomen. And that's pretty much what I have for today's Dharma talk translation. Thank you. We thank you, Sayadaw, for the
beneficial Dharma talk, wonderful Dharma talk. And thank you, Sayadaw, for the dual translation. Thank you, Sayadaw. I'd like to take this opportunity also to announce, I was told by the devotee that in various parts of the country, in San Jose even, we have a curfew starting tonight at 8:30 to 5 a.m. tomorrow morning for the entire week, pretty much for now. So for everyone, wherever you live, just be aware that there may be any curfew and just stay safe inside the home. We have time to practice mindfulness and also let's have metta, the metta that we have to send better to everyone. May everyone else be at ease, be more understanding, be at peace. So now we will continue with the practice. Thank you. Yeah, xin thông báo là biết là ở San Jose cũng như nhiều nơi tối nay có thời diễn nghiêm khoảng bắt đầu từ 8 giờ rưỡi buổi tối cho đến 5 giờ sáng, không biết là bao lâu. Mỗi ngày thì quý Phật tử để ý cái địa phương nào mình ở, nếu mà cần thiết, không cần thiết là mình không có nên ra ngoài. Và ở nhà thì mình cứ tiếp tục thực tập chánh niệm và thực tập thêm tâm từ để gửi tới tất cả chúng sanh, đặc biệt là trong giây phút này, mong cho tất cả chúng sanh được nhiều sức khỏe và an vui. Và chúng ta tiếp tục thực tập.